Có ai đã từng thấy ông chú cảnh sát đô con nào đáng sợ như thế này chưa? Tên tội phạm nào mà dám chống cự thì bị ông chú tát cho một cái là ngất xỉu. Ngay cả mấy thằng vua lì đòn cũng không thể cản bước được chú ma gaming. Phải nói rằng hầu như các băng đảng xã hội đen ở Hàn Quốc vô cùng khiếp sợ ông chú này. Thật ra hiện tại Ma Dong Sut đang làm đội trưởng cảnh sát ở Hàn Quốc, mà trong khi đó đã có 3 tên côn đồ khác từ Trung Quốc nhập cư trái phép qua đây để múa dao. Bọn này cho vay nặng lãi như cắt cỗ. Nếu như con nợ không có tiền trả thì xác định là mất ngay cánh tay. Thậm chí bọn chúng còn giết người để mua vui, cứ thích chơi tới đâu là chém giết đến đó. Nhưng không may cho chúng đã đụng nhầm phải Ma Dong Sut. Liệu rằng ông chú cảnh sát này sẽ giải quyết mấy tên côn đồ đó như thế nào đây? Nào cùng Đầu Gấu Review theo dõi hết cả bộ phim này nhé! Câu chuyện bắt đầu từ một khu phố nhỏ ở Hàn Quốc, nơi đây luôn xảy ra những biến động vô cùng phức tạp. Điển hình như hai ông chú này đang cầm dao hăm dọa đối phương. Tuy lúc đó đã có mấy anh bảo vệ chạy vào can thiệp nhưng họ vẫn cố chấp đánh nhau. Lúc này ông chú Ma Dong Sut của chúng ta cũng đang đi ngang qua đoạn đường này. Chú ấy nhanh chóng bẻ gãy tay một tên cho chừa cái tội dám bố láo trường mẫu giáo. Tên còn lại thấy thế cũng không dám manh động thêm, ngoan ngoãn đưa con dao cho Ma Dong Sut rồi lẳng lặng bỏ đi về. Ai nấy cũng đều hâm mộ chú Ma là một người hùng can đảm. Xử lý xong hai tên phá rối trật tự công cộng kia thì ông chú lại tiếp tục có việc mới. Đồng nghiệp của chú Ma phát hiện có người bị đâm lén ở quán pizza. Gã bị đâm này chính là đàn em của Băng Mãng Xà. Chưa biết đúng sai ra sao cho nên chú Ma lập tức đi tìm đại ca của Băng Mãng Xà để hỏi chuyện. Tuy nhiên tụi đàn em ở đây rất bố láo không cho chú Ma vào bên trong. Kết quả là tên cầm đầu bị ăn một tát của chú Ma rồi bất tỉnh ngay tại chỗ. Hổ báo với Ma Dong Sut thì chỉ có nước vỡ mồm. Tên đại ca Mãng Xà cũng không dám làm gì chú Ma. Hắn bảo rằng đàn em của hắn bị đâm bởi người của băng đảng Jisoo. Rất nhanh chóng Ma Dong Sut cũng đã tìm đến địa bàn của bọn Jisoo. Tên nghi phạm nhìn thấy chú Ma thì bỏ chạy ngay lập tức. Mấy anh đồng nghiệp của Ma Dong Sut liền đuổi theo tên đó đến một căn phòng. Cơ mà bọn chúng rất đông khiến mấy anh cảnh sát đỏ bừng cả mặt. Thôi thì tránh sang một bên để chú Ma xử lý. Một tên hỗn láo bước tới chửi chú Ma thì bị cắm mặt vào bàn. Bọn Jisoo cứ thế đứng yên không dám làm gì ông chú. Tên nghi phạm thấy mọi chuyện không ổn cho nên tiếp tục bỏ chạy ra bên ngoài. Để coi chú em mày chạy được bao lâu. Ma Dong Sut có hơi mập nhưng đổi lại được cái là rất thông minh. Chú ấy chạy theo đường khác bọc đầu tên nghi phạm lại. Vậy mà cái tên này chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ, lập tức rút con dao ra hăm dọa chú Ma. Ông chú bảo hắn cất con dao vào bịt ni lông nhưng hắn không nghe. Kết quả là bị ăn một tát chí mạng chạy thẳng vào lòng đất. Cũng may là chú Ma còn nhẹ tay chứ nếu không thì tên nghi phạm cũng đã về với đức mẹ. Ở một tình thế khác, đây là ba tên côn đồ giết người mà mình đã nói trước đó. Vì bị truy nã đặc biệt ở Trung Quốc cho nên chúng phải trốn sang đây. Đã thế còn cho vay nặng lãi và vô cùng độc ác. Một thằng đàn em của Băng Mãng Xà đi vay bọn chúng 30 triệu won nhưng lại bị chúng ép trả đến tận 200 triệu won. Tiền lãi cắt cổ cỡ đó lấy đâu ra mà trả. Tên đại ca Mi Chan sai hai thằng em đập nát một cánh tay của thanh niên đó để cảnh cáo. Nếu như không có tiền trả thì mạng sống khó mà giữ được. Phía bên này chú Ma cũng đã đưa tên nghi phạm trước đó về đồn để tra hỏi. Nhưng tên này lì lợm nhất quyết không dám khai ra kẻ chủ mưu là ai. Bắt buộc chú Ma phải dùng đến biện pháp mạnh. Rượu mời không muốn uống đòi uống rượu phạt. Một lúc sau Ma Dong Sut tiếp tục đi đến tìm luôn cả tên đại ca của băng đảng Jisoo. Quả nhiên vẫn có thằng đàn em bố láo ép chú Ma phải khởi động tay chân. Mà đây cũng là nơi bọn chúng bảo kê sòng bạc trái phép. Làm ăn phi pháp chưa hốt mấy chú em về đồn là may lắm rồi. Rất nhanh chóng chú Ma cũng đã tìm được tên đại ca Jisoo. Lập tức bóp chim hắn ta một cái để cảnh cáo về sau đừng có mà gây chuyện với băng mãng xà. Sau đó Ma Dong Sut còn sắp xếp cho hai tên đại ca gặp nhau để giảng hòa. Ban đầu đại ca Jisoo cứ nhất quyết không chịu xin lỗi đại ca Mãng Xà về chuyện lỡ tay giết chết đàn em của ông ta. Chú Ma thấy thế lập tức kêu nhà hàng hôm nay tạm đóng cửa sớm nhé. Tên đại ca Jisoo nghe xong thì tái xanh cả mặt mày, nhanh chóng xin lỗi đối phương để giảng hòa. Nhưng chỉ có vậy thôi thì chưa đủ, chú Ma còn ép cả hai tên đại ca phải ôm nhau chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Quả nhiên ông chú này cũng có máu tấu hài phết. Nhưng chuyện êm xuôi chưa được bao lâu, tên đại ca Mãng Xà nhận được tin rằng một thằng em bị ba tên Trung Quốc tống tiền ở bãi rác. Tối hôm đó ông ta cùng mấy tên đàn em khác đi đến cứu người. Quả nhiên vay 30 triệu mà tụi này bắt trả 200 triệu khiến đại ca Mãng Xà vô cùng phẫn nộ. Vội nhổ cục nước miếng vào tờ giấy sỉ nhục ba thằng Trung Quốc đó là đồ rẻ rách. Kết quả là tên đại ca Mi Chan đã đâm chết đại ca Mãng Xà ngay tại chỗ. Hắn ta giết người không gớm tay. Sau đó tên Mi Chan này còn đi đến giết chết luôn cả con nợ. Và ép tụi đàn em của Mãng Xà phải trả 200 triệu cho hắn. Thế là qua ngày hôm sau đội cảnh sát của chú Ma cũng đã nhận được tin rằng có án mạng ở quán karaoke. Thật chất kẻ gây ra những chuyện này chính là ba tên Trung Quốc độc ác tối hôm qua. Theo như lời kể của nữ tiếp viên xinh đẹp, ba tên côn đồ vào đây chơi thì hành hạ các mỹ nữ ở quán karaoke như một con thú. Ông chủ quán bước vào mắng chửi họ thì bị tên đại ca Mi Chan lấy chai bia đập một phát vào đầu. Tiếp sau đó hai thằng em của hắn còn chặt tay ông chủ ngay tại phòng karaoke. Bọn này là ác thú chứ không phải là con người nữa rồi. Tên đại ca Sang Hu bảo kê khu này cũng vô cùng cay cú, đòi sai tụi đàn em đi xử lý ba thằng Trung Quốc đó. Nhưng Ma Dong Sut đã ngăn cản lại. Mọi chuyện cứ để chú ấy lo đừng ai xen vào. Vì tên đại ca Mãng Xà bị sát hại cho nên đàn em của ông ta đã bị tên ác thú này cầm đầu luôn.
Xác chết của tên đại ca mãng xà bị ba tên Trung Quốc đó chặt ra từng khúc rồi ném vào các túi rác bên đường. Chuyện đó đã làm chấn động đến cả khu phố ở đây. Ngay cả chú ma cũng không thể ngờ rằng bọn chúng lại là kẻ máu lạnh như thế. Vừa chiếm hữu được đàn em mãng xà thì tên này chiếm luôn cả quán game của tên đại ca Jisoo. Trước giờ chưa có một kẻ nào dám to gan như thế. Nhưng hiện tại lợi thế đang đứng về tên đại ca ác thú này. Đại ca Jisoo đành phải cắn răng chịu đựng nhường địa bàn này lại cho ba tên Trung Quốc đó. Ngay cả thằng em thân cận của đại ca mãng xà phải làm việc chăm chỉ để vừa lòng bọn chúng. Đã thế cô vợ của hắn ta cũng đã thành nô lệ tình dục cho kẻ ác thú này. Còn nỗi đau nào xót xa hơn nỗi đau này? Để xem ba tên Trung Quốc đó có sống yên ổn được không? Qua ngày hôm sau, tụi đàn em của tên đại ca Sang Hu đã sang bằng luôn cả quán game của ba tên Trung Quốc đó. Có qua thì có lại thôi. Đến quán karaoke người ta đập phá thì bây giờ người ta đạp đỗ lại. Hai thằng em của tên đại ca Mi-chan vô cùng cay cú. Địa bàn vừa mới chiếm được thì đã bị thằng khác sang bằng. Đã thế trong khi ra về còn bị chú ma tóm được. Tên đầu chọc không biết tự lượng sức mình đã chơi tay đôi với chú ma. Kết quả là bị chú ấy kẹp cổ như một con chó. Thằng còn lại thì đối đầu với hai anh cảnh sát khác. Cơ mà hắn ta cũng đã bỏ trốn được rồi. Cuối cùng chỉ tóm mỗi được tên đầu chọc về đồn. Nhưng tên này vô cùng trung thành với thằng đại ca Mi-chan kia. Nhất quyết không chịu khai tung tích của hắn cho cảnh sát tìm. Bắt buộc chú ma phải dùng cây trích điện để xử lý hắn. Vậy mà hắn vẫn cứng đầu không chịu khai ra một chút manh mối gì. Qua ngày hôm sau, đại ca Jisoo cũng đã tổ chức ngày mừng thọ cho bà mẹ lớn tuổi. Không khí buổi lễ vô cùng náo nhiệt. Nhưng lúc đó tên đại ca Mi-chan cùng với thằng em còn lại đã đi đến phá rối. Chúng trà trộn vào đám đông và giết chết rất nhiều đàn em của tên đại ca Jisoo. Tên đại ca Mi-chan cứ tung là một nhát dìu là một mạng người ra đi trong tích tắc. Một lát sau tên đại ca Jisoo cũng đã đối đầu với tên ác thú đó. Cả hai bên giao đấu rất ác liệt, nhưng tên đại ca Mi-chan có vẻ danh ma hơn. Thừa cơ hội tên đại ca Jisoo đã bị khống chế thì tên này giết chết luôn cả ông ta luôn. Bọn xã hội đen ngày càng náo loạn hơn khiến cho cục cảnh sát vô cùng bối rối. Cấp trên phàn nàn trách mắng đội của chú ma làm việc không ra trò trống gì. Vụ án chặt tay ở quán karaoke 2 tháng trước đó vẫn chưa xử lý được. Bây giờ lại có thêm vụ án khác. Tổng cục muốn chuyển giao nhiệm vụ lại cho đội cảnh sát khác xử lý. Nhưng chú ma đã cố gắng thuyết phục tổng cục rằng chú ấy sẽ xử lý được tất cả vụ án này. Đội trưởng cảnh sát bên kia cũng nhào vô tranh giành vụ án đó. Thế là cả hai bên bắt đầu xảy ra mâu thuẫn với nhau. Tổng cục quyết định cho đội của chú ma tiếp tục xử lý vụ án nhưng thời hạn chỉ có 10 ngày mà thôi. Chờ tổng cục đi ra bên ngoài thì ma đong xuất hiện trí bắt tay với tên đội trưởng cảnh sát kia. Cái tội muốn cướp việc là vậy nè. Phía bên này tên đại ca Mi-chan đang bàn chuyện làm ăn với hai đối tác khác thì đã bị đàn em của đại ca Sang-hu chạy đến hỏi thăm. May mắn cho hắn là trốn thoát được khỏi tụi đàn em đó chứ không thì cũng nát xương rồi. Trong khi đang bỏ trốn thì thằng em mãng xà lại thừa cơ hội ám sát tên ác thú đó để trả thù cho đại ca. Tuy nhiên Mi-chan đâu có dễ bị giết như thế. Hắn ta ép thằng em khai ra là ai đã sai thằng em giết hắn. Nhưng thằng em nhất quyết không chịu khai ra. Cuối cùng bị tên đại ca đó giết chết một cách tàn nhẫn. Xử lý thằng chồng xong thì tên độc ác này còn đánh luôn cả con vợ ép cô ấy khai ra. Cô vợ nói rằng kẻ chủ mưu ám sát tên này chính là đại ca Sang Hu. Tuy nhiên thời gian phá án của chú ma không còn nhiều nữa. Đã thế bọn cảnh sát Trung Quốc cũng đã nhập cảnh qua tận đây để áp giải thằng đàn em của tên Mi-chan về. Chú ma cố khuyên tên này nếu hắn khai ra tung tích của thằng đại ca Mi-chan thì chú ấy sẽ giữ tên này ở nhà tù Hàn Quốc. Sau đó hắn ta sẽ được thả ra sau vài năm. Còn nếu về nhà tù Trung Quốc thì chỉ có nhận mức án tử hình. Cơ mà tên đầu trọc này vẫn cố chấp giữ im lặng. Chú ma đành phải bó tay để cảnh sát Trung Quốc áp giải tên đó về nước. Tuy nhiên trên đường đi hai tên cảnh sát Trung Quốc đã vô tình để lộ ra hàng nóng. Thằng đàn em của Mi-chan thấy thế thì mua chuộc họ. Nếu hai anh cảnh sát thả hắn ra thì hắn sẽ giúp họ bán được cả lô hàng nóng sang Hàn Quốc với số tiền rất cao. Hai tên này nghe xong liền gật đầu đồng ý. Liền ghi số điện thoại đưa cho thằng đàn em của Mi-chan, bảo rằng khi nào đối tác chịu mua số hàng nóng thì cứ alo cho họ để thỏa thuận. Thằng đàn em của Mi-chan lẫn lự bước đi trong kiêu hãnh. Ban đầu mình cứ tưởng rằng hai ông cảnh sát Trung Quốc này là kẻ xấu. Ai ngờ tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của chú ma. Họ đánh lừa thằng đàn em cắn câu để dụ thằng đại ca Mi-chan lòi mặt ra. Về đến bãi rác thì thằng em đã kể hết mọi chuyện cho đại ca Mi-chan nghe. Nhưng tên ác thú này có vẻ rất thông minh, nghi ngờ rằng có chuyện gì đó không ổn. Thằng đàn em vội lấy hàng nóng ra cho hắn ta thử thì mới tin tưởng được một chút. Rất nhanh chóng tên đầu chọc đã liên lạc lại cho bên đây bảo rằng tối nay hẹn nhau ở quán bar. Lúc đó chú ma cùng với các đồng nghiệp cũng đã lên kế hoạch kỹ càng để hốt trọn ổ bọn súc vật đó. Thế là mọi chuyện đã xảy ra rất thuận lợi. Ba tên Trung Quốc đó đã dắt theo tụi đàn em mãn xà đi nhận hàng nóng. Rất nhanh chóng một số tên đã bị cảnh sát vây bắt một cách dễ dàng. Tên đầu chọc dẫn theo một nhóm tiến thẳng vào bên trong phòng giao dịch thì cũng đã bị nhóm người của ma đong sút tóm gọn. Tưởng chừng như đã hốt trọn ổ bọn chúng. Ai ngờ chú ma phát hiện rằng thằng đại ca Mi-chan không có ở đây. Thật ra hắn ta dẫn theo tụi đàn em khác đến quán karaoke để trả thù tên đại ca Sang-hu. Bọn này đi đến đâu là đâm chém đến đó. Mấy chục tên bảo kê ở đây cũng không thể cản được những tên lưu manh này. Một lúc sau Mi-chan cũng đã tìm thấy đại ca Sang-hu rồi. Hắn ta đuổi theo tên đại ca đó ngoài đường rất ác liệt. Cuối cùng đại ca Sang-hu đã bị tên ác thú đó tóm lại được. Hắn ta cầm con dao thật nhọn đâm đại ca Sang-hu liên hoàn vì dám thuê người ám sát hắn. May mắn sao trước đó chú ma đã tặng cho đại ca Sang-hu áo giáp chống đạn rồi.
mà hiện tại các anh cảnh sát trật tự cũng đã chạy đến định bắt tên giết người đó. Cảm thấy không thể giết được đại ca Sang-hu cho nên tên ác thú đành phải bỏ chạy. Chạy về đến bãi rác thì hắn ta chuẩn bị tiền và hộ chiếu để chuẩn bị bay sang nước khác lẩn trốn. Ai ngờ lúc này một anh cảnh sát trẻ đã theo dõi bọn chúng đến tận đây, lập tức gọi điện cho Ma Dong Sút đến bắt trọn ộp. Thế là trong khi tên đại ca Mi-chan chuẩn bị tẩu thoát thì bị chú Ma lao xe đến tông một phát thật mạnh. Thằng đàn em bố láo chạy ra đòi chơi tay đôi với chú Ma, kết quả là bị ông chú cho ăn hành ngập mồm. Còn tên đại ca Mi-chan sau khi đánh anh cảnh sát kia ngất xỉu thì nhanh chóng bỏ của chạy lấy người. Hắn ta chạy đến quán ăn của hai ông cháu kia lấy điện thoại gọi người đến cứu giúp. Trong khi đó kẻ giết người này cũng đã phát hiện ra hai ông cháu đó đang cấu kết với bọn cảnh sát để bắt hắn ta. Cái kết của hai ông cháu đáng thương đó chắc ai cũng biết rồi đấy. Tên cầm thú đã giết chết ông lão ngay tại quán ăn. Ngay cả thằng bé mà hắn cũng không tha mạng. Chú Ma chạy tìm đến tận đây thì cũng đã quá trễ. Cũng may là thằng bé còn cứu sống được. Còn tên Mi-chan kia hiện tại cũng đã đến được sân bay rồi. Hắn ta tuốt tác bản thân lại cho thật chỉnh chu ở trong toilet. Tiền và vé máy bay cũng đã chuẩn bị sẵn. Mỗi tội là không còn cơ hội nào lên máy bay được nữa, bởi vì ông chú Ma Dong Sút đã chờ sẵn ở bên ngoài. Lần sau có dùng giấy vệ sinh thì nhớ để vào thùng rác nhé chú em. Tên giết người này biết rằng không thể trốn thoát được nữa, vội vứt tờ vé máy bay sang một bên, rồi quyết đấu với ông chú cơ bắp đó một trận. Nhưng bây giờ có lẽ tên giết người đó đã gặp phải một con quái vật thật sự rồi. Chống cự với chú Ma thì chỉ có nước tắt điện, còn ông chú này thì đánh tên đó như một con thú, sẵn tiện bẻ gãy luôn cả cánh tay cho bớt hổ báo. Tên giết người vô cùng đau đớn, vẫn cố đứng dậy chống trả quyết liệt, kết quả là ăn nguyên cái bạt tai long trời lở đất của chú Ma rồi ngất xỉu luôn. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được Ma Dong Sút giải quyết ổn thỏa. Cái kết cho những tên giết người đó là mức án tử hình. Kẻ xấu thì luôn phải nhận lấy hậu quả đau thương. Các bạn thấy ông chú cảnh sát này có uy tín không nào? Nếu thấy bộ phim hay này thì nhớ ủng hộ cho kênh Đầu Gấu Review nhé cả nhà. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.